là mấy cái cuộn này về, xong rồi lên cái máy kia nè, cắt ra thành tấm, đúng không? Tấm này. Cái này dẫn anh Việt Kiều này về để mà đi vô cái lô hàng, mua hàng tại Việt Nam xuất qua Mỹ. Anh này Việt Kiều làm việc với công ty, không biết là thấy anh đẹp trai mà anh rất là ok, không biết anh chọn cái nóc Đức Thịnh mà làm đối tác không đây?